Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, như là tập trước mình đã nói rồi, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đó là những chiếc nón. Đấy. Thì cái chủ đề của mình thì vẫn là xoay quanh là đi săn bắn hay là đi sinh tồn, hay là các bạn liên quan đến thích cái kiểu như dần di bụi bặm thì các bạn có thể sử dụng những chiếc nón như thế này. Đấy. Đây là một trong những cái mẫu nón mà mình rất là ưng ý, cái kiểu dần di của nó, các bạn thấy không, cái kiểu dần di của nó rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, đường may các thứ rất là chắc chắn, rất là tỉ mỉ, các bạn nhìn thấy không, có những cái logo, những cái logo người ta thêu lên rất là tỉ mỉ luôn. 511 cái logo. Cái phần trước logo này nó là cái dạng như để chúng ta có thể dán những cái logo khác chèn lên. Các bạn có những cái logo mà dán ấy, rứt ra dán vào ấy, các bạn có thể dán chèn lên đây, rất là đẹp. Phía sau của nó này, các bạn thấy không? Này là cái đây. Nó có cái phần dán lại. Rất là tiện lợi cho chúng ta sử dụng. Tháo ra lắp vào chỉnh độ dày, độ to độ nhỏ của mũ. Đấy, giống như việc là chúng ta dán logo ấy. Đấy, cái phần này này nó sẽ có những cái logo nhỏ nào, các bạn có thể dán lên đính vào đó, mà bóc ra. Đấy. Chất liệu vải này là vải cốt tông các bạn nhé. Chất liệu vải của chiếc mũ này là vải cốt tông 35% và poly là 65%. Thì cái vải cốt tông ấy nó giúp cho cái việc thấm hút mồ hôi nó dễ dàng. Còn cái chất liệu poly nó làm cho cái sợi vải nó chắc chắn, nó bền hơn. Một sản phẩm mà sử dụng toàn vải poly thì cũng không được, nó sẽ rất là nóng. Nó poly nó là chất liệu gần như là nhựa mà. Nó rất là nóng, nó kín khí, nó nóng. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng toàn bộ bằng cốt tông thì cốt tông nó thấm hút mồ hôi tốt nhưng nó lại rất nhanh mục. Đó. Thì cho nên là cái sản phẩm nó sẽ kết hợp giữa hai cái yếu tố, đó là poly 65% và cốt tông là 35%. Đây. Một sản phẩm mà đạt được hai yếu tố, đó là thấm hút mồ hôi, thứ hai là bền, thì nó phải có hai cái chất liệu như vậy. Đây. Thì mình giới thiệu qua cho các bạn cái mẫu như thế này. Thì trong cái bảng màu ấy, một sản phẩm như thế này nó có cái bảng màu rất là nhiều. Giá của chiếc này là 120 các bạn nhé. Giá thời điểm hiện tại là 120.000. Mẫu này và có bảng màu, mình sẽ đăng một số cái bảng màu cho các bạn xem nhé. Mẫu tiếp theo cũng là dần di luôn, dần di lính, màu kiểu như là xám ghi. Thì cái mẫu này nó khác mẫu kia một chút xíu, cái form nó khác các bạn nhé. Các bạn có thể là nhìn tùy vào từng người, các bạn có thể chọn cái sản phẩm phù hợp theo ý thích của mình. Đây. Cái nón này thì nó bên trên của nó là cái một miếng dán để chúng ta gắn logo, chứ nó không phải là có loại núm như cái chiếc bên tay phải của mình đây. Bên này thì nó là mình dán, thiết kế nó sẽ khác. Đường may rất là kỹ luôn. Đấy, chất liệu của nó cũng tương tự luôn các bạn nhé. 35% cốt tông, 65% là poly. Cái phần lưỡi chai này rất là đẹp. Đây, mình đổi thử cho các bạn. Mỗi sản phẩm này nó cũng có khá là nhiều màu các bạn ạ. Đây. Các bạn có thể đổi đi săn, hay là các bạn mua đi phượt, hay là các bạn mua để kiểu lập tem chẳng hạn, hoặc là nón cặp các bạn nhé, rất là đẹp. Rồi. Sản phẩm tiếp theo
Đây là sản phẩm tiếp theo. Cái sản phẩm này thì nó khá là cao cấp các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Mình quay chậm chậm cho các bạn xem. Sản phẩm này thì nó cao cấp hơn, giá nó mắc hơn chút xíu. Mình sẽ đội lên cho các bạn xem cái form nhé. Trước tiên là mình đội lên cho các bạn xem form. Các bạn thấy không? Dần di nhưng mà màu tối, màu đen. Dần di màu đen. Và cái thiết kế của nó cũng khác, có phần lưới. Cái phần lưới nó thoát khí. Chủ yếu là cái thiết kế của nó thì nó giúp cho việc thông thoáng cái không khí. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chất liệu lưới này là chất liệu cao cấp, thì may sản phẩm lên nhìn rất là đẹp. Các bạn nhìn không, rất là đẹp luôn. Mẫu này là mẫu cao cấp rồi các bạn, cao cấp hơn, và tất cả những đường may thì nó đều rất là đẹp. Phía đằng sau này là thêu vi tính luôn, rất là đẹp luôn. Logo rất là đẹp. Mẫu này mình đội thì mình cảm thấy nó rất là sang, cái kiểu rất là sang trọng, bụi bặm cá tính. Các bạn không cần đi săn, các bạn vẫn có thể đổi chiếc nó này được. Rất đẹp luôn, rất là cá tính luôn. Mỗi cái sản phẩm này nó cũng rất là nhiều màu các bạn nhé. Nếu mà bảng màu các bạn có thể xem hình ảnh. Đây, cái này là cái loại dần di lớn, còn đây là cái dần di họa tiết nó nhỏ hơn, cũng là cái màu trầm luôn, màu trầm trầm màu tối. Dần di họa tiết nó đẹp, nó nhỏ nhỏ đẹp. Đa phần là những cái mẫu này thì màu nó sẽ là màu trầm chứ không màu không nổi bật, không như là những cái mẫu mà đi săn chẳng hạn thì nó màu nó nổi bật hơn. Ok, đây là cái sản phẩm tiếp theo này. Một sản phẩm nữa để giới thiệu cho các bạn. Đây. Kiểu dáng nó nhìn nó thay đổi một chút xíu. Chủ yếu là cái đường may á. Đường may rồi cái phần trước của nó này. Đây. Cái form của nó đứng hơn. Form bụng nó đứng hơn một chút. Đường may nó khá là kỹ luôn. Cái này là hàng xuất khẩu các bạn nhé. Cái này hàng xuất khẩu cho nên là cái đường may cái thứ nó khá là kỹ, khá là chắc chắn. Rồi. Rất là nhiều màu các bạn nhá, màu sắc rất là phù hợp cho các bạn đổi bình thường hàng ngày các bạn sử dụng rất là đẹp. Và sau đây là những cái mẫu mình quay qua cho các bạn xem, những cái mẫu mà mình review. Đấy. Mẫu số 1. Mẫu số 2. Mẫu số 3. Mình sẽ đánh số qua cái hình ảnh nhé. Đánh số qua hình ảnh, giá thì nó sẽ có ở trên cái mẫu ấy, cái mẫu số ấy, thì các bạn có thể là xem về chất lượng rồi cái mẫu mã về giá cả, các bạn thích sản phẩm nào có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình ghi trên màn hình. Khá là nhiều màu các bạn nhé, khá là nhiều màu, các bạn có thể chọn theo màu. Size số thì các bạn không phải lo, tại vì cái phần đằng sau của nó là những cái miếng dính vào nhau, là một có thể là phần nhựa, có thể là phần dính vào nhau, thì các bạn không cần phải lo việc sai số. Các bạn chỉ việc chỉnh to nhỏ, ví dụ như đầu to thì các bạn có thể là chỉnh nới ra, nhỏ thì các bạn kéo lại đó,
thì nó sẽ ôm vào cái form đầu của các bạn. Cái này màu lính nhá, màu lính màu kaki. Màu này thì giống như kiểu là mấy cái màu trong quân đội, đội mà quân trang thì người ta hiểu kiểu màu này.